Cuộc so tài giữa Singapore với Việt Nam vào lúc 19h30 phút ngày 30 tháng 12 sẽ quyết định tấm vé đầu tiên vào bán kết tại bảng B AFF Cup 2022. Trong đó, lợi thế đang thuộc về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-so dù phải chơi trên sân cỏ nhân tạo Jalan Besa. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có chuyến hành quân tới sân của Singapore để đụng độ đội bóng trong quyền huấn luyện viên Takayuki Nishigaya trong khuôn khổ bảng B. Chia sẻ về mục tiêu của Singapore ở trận đấu tới, huấn luyện viên người Nhật Bản nhận định tinh thần toàn đội đang lên cao sau hai chiến thắng trước Lào và Myanmar. Chúng tôi đặt mục tiêu thiết thực nhất là giành kết quả tốt nhất có thể thay vì cạnh tranh hiệu số bàn thắng bại. Huấn luyện viên Takayuki Nishigaya khẳng định, đội tuyển Singapore sẽ quyết tâm giành chức vô địch Đông Nam Á khi bị đánh giá không có khả năng tranh chấp. Tôi hiểu chức vô địch lần này quan trọng thế nào với bóng đá Singapore. Tôi cũng hiểu tình hình ở bảng của chúng tôi và một số đối thủ. Tất nhiên, chúng tôi đặt mục tiêu vào bán kết một lần nữa. Trước đội tuyển Việt Nam, mục tiêu của Singapore là có điểm số. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo là đội bóng rất mạnh trong khu vực. Vì thế, tôi yêu cầu học trò phải chơi tốt hơn hai trận vừa qua. Kế hoạch chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam đã được soạn thảo cụ thể và chi tiết. Singapore phải cải thiện sự tập trung và thi đấu gắn kết hơn nữa huấn luyện viên Takayuki Nishigaya cho biết thêm. Thực tế, Singapore đã chơi không mấy ấn tượng kể từ khi huấn luyện viên Takayuki Nishigaya lên nắm quyền. Trong hai trận đã qua, đội bóng đạo quốc sư tử chỉ giành được những chiến thắng chật vật. Cụ thể, họ để Lào gây sức ép trên sân nhà và chỉ thắng với tỷ số 2-0 ở những giây cuối bù giờ. Trước đó, Singapore chỉ vượt qua Myanmar 3-2 khi để đối thủ gỡ họa 2-2. Lối chơi mà ông Takayuki Nishigaya áp dụng khá khô khan và không có nhiều mảng miếng. Sự sáng tạo của hàng công đã giảm sút rất nhiều khi đạo số 1 Aixan Fandi và tiền vệ Adam Swandi bị loại vì chấn thương. Đội tuyển Singapore có lợi thế khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Dù phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã yêu cầu hội đồng AFF chỉ đạo Liên đoàn bóng đá sử dụng sân cỏ tự nhiên, tuy nhiên, yêu cầu này đã không được chấp thuận. Ở thời điểm này, Singapore không phải là đối thủ quá mạnh với đội tuyển Việt Nam. Sau trận thắng 3 0 trước Malaysia, tinh thần của các học trò Bắc Hang so càng lên cao và họ quyết tâm sớm giành bé đi tiếp ở bảng B. Dẫu vậy, những chiến binh sao vàng cần phải cẩn trọng trong cách tiếp cận trận đấu bởi nhiều khả năng, Singapore sẽ chơi phòng ngự số đông rồi tung ra những đòn phản công chớp nhoáng. Việt Nam có nhiều cầu thủ kinh nghiệm, trong đó Quế Ngọc Hải sẽ là nhân tố chủ chốt giúp đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Trung vệ này được kỳ vọng sẽ một lần nữa trở thành hàng phòng ngự chặt chẽ của Việt Nam khi hậu vệ cánh của sông Lam Nghệ An chuẩn bị xuất hiện trong mùa giải thứ năm của giải vô địch AFF. Hiện, Quế Ngọc Hải đang là đội phó của đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ 29 tuổi này rất giống một hậu vệ hiện đại, người thoải mái khi chơi tấn công từ phía sau, điềm tĩnh và có tổ chức trong nhiệm vụ phòng ngự của mình. Ngoài ra còn có Hoàng Đức, tiền vệ trung tâm 24 tuổi là ngôi sao đột phá ở giải vô địch AFF trước đó và tiếp tục phong độ tốt trong nước với việc theo, nơi anh giành quả bóng vàng 2021 với tư cách là cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất. Là một tiền vệ kiểm soát nhịp độ trận đấu, Hoàng Đức được đánh giá là một cầu thủ quan trọng của Việt Nam. Anh có thể phá vỡ các đợt tấn công của đối phương và nhanh chóng giúp đội tuyển quốc gia chuyển từ thế phòng ngự sang tấn công. Tiếp đến đó là Quang Hải, anh là một tài năng hiếm có và nếu anh nổ súng tại AFF Cup 2022 thì đội bóng áo đỏ sẽ rất khó bị cả phá. Sau khi chuyển đến Pháp và chơi trong màu áo Pau FC, tiền vệ này là mối đe dọa lớn từ cả khu vực trọng và khu vực trung tâm với khả năng truyền và rê bóng xuất sắc, đồng thời cũng là một lựa chọn chết người trong các tình huống cố định. Nhiều ý kiến cho rằng, đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn khi phải chơi trên sân cỏ nhân tạo Gia Lan Besa nhưng không hẳn như thế. Rất nhiều các học trò của ông Park từng đá trên sân cỏ nhân tạo tại SEA Games 31. Vấn đề lớn nhất có lẽ là thời tiết khi mà Singapore đang khá nóng, còn tại Hà Nội lại rất lạnh. Có khả năng, đội tuyển Việt Nam sẽ tung ra đội hình mạnh nhất và quyết tâm lấy trọn 3 điểm trên sân khách. Nên nhớ ở trận đối đầu gần đây nhất trên sân thống nhất, Việt Nam đã đánh bại Singapore với tỷ số 4-0.